Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace đang có chuyến thăm đến Hà Nội để thảo luận quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm an ninh hàng hải. Thông báo về chuyến thăm 3 ngày của Bộ trưởng Wallace bắt đầu từ 21 tháng 7, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết rằng trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương, bao gồm an ninh hàng hải. Theo cơ quan ngoại giao Anh, Bộ trưởng Wallace khẳng định mối quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ dưới hiệp định mới về đối tác chiến lược mà trong đó quốc phòng và an ninh là một trong những trọng tâm. Ghi nhận về cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết Anh chia sẻ quan điểm với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ thượng tôn pháp luật, nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bộ trưởng Wallace cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và cho biết rằng chuyến thăm này là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về những thách thức an ninh chung đối với Việt Nam, đồng thời thắt chặt hợp tác quốc phòng. Cùng ngày 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Việt Nam vào ngày 28 tháng 7 cho chuyến thăm 2 ngày nhằm tiếp tục góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Mỹ.